Xin chào các bạn nhé. Hôm nay bên mình sẽ làm video về những trường hợp nào iPhone bị lỗi xanh màn hình, trắng màn hình sẽ được Hoàng Kiên bảo hành đổi mới các bạn nhé. Những trường hợp nào sẽ được đổi một trong vòng 1 năm thì các bạn xem trong video nhé. Đầu tiên là một cái iPhone 13 Pro Max. 13 thì các bạn biết rất rõ rồi thì nó rất hay bị lỗi xanh trắng màn hình. Đây, máy này là bị trắng màn hình các bạn nhé. Thì những lỗi như này thì dùng trong 1 năm mà có lỗi thì sẽ được Hoàng Kiên đổi mới các bạn nhé. Tiếp đến là một cây 14 Pro Max. Cái này màn hình đang bị xanh và nhấp nháy các bạn nhé. Khách mua bên mình thì được khoảng gần 1 năm rồi, suýt soát 1 năm rồi, khoảng 11 tháng. Hình thức thì rất là đẹp nhé, không bị cấn móp gì cả, máy không bị móp mẻ gì cả. Đây, phiếu bảo hành của khách đây. Khách mua ngày 28 tháng 10 năm 2023, đến giờ là suýt soát được 1 năm rồi, còn khoảng tầm 1 tháng nữa là hết bảo hành. Nó bị lỗi xanh màn hình thì đã được đổi mới một cây máy mới các bạn nhé. Tiếp đến là một cây 15 Pro Max. 15 Pro Max thì máy ra thời điểm này cũng đã tròn 1 năm rồi. Và màn hình cây này nó bị chảy mực các bạn nhé. Chảy mực là tại sao? Khách hàng có đánh rơi va đập. Khách thì có chia sẻ với bên mình là khách đang đi đường thì rút điện thoại ra nghe thì không may là máy có rơi cắm đầu xuống đất. Thì đây có một vết cấn ở trên đỉnh máy đây. Thì rất may là có dùng ốp nên là cũng không xước xát gì nhiều, lưng không bị vỡ. Đó, khách hàng tên là anh Nam nhé. 15 Pro Max trắng 256GB, mua ngày 29 tháng 3 năm 2024. Mình sẽ tiến hành tháo máy ra kiểm tra các bạn nhé, để xem tình trạng máy có bị vấn đề gì không các bạn nhé. Đó, Face ID camera còn nguyên nhé, ok các bạn nhé, quỳ còn trắng tinh nhé, máy không bị rơi nước nhé. Đó, các bạn có thể kiểm tra luôn nhé. Máy này là máy zin nguyên bản các bạn nhé. Thì mình sẽ tháo hết ra kiểm tra, tháo lần lượt từng con ốc ra, sẽ nhấc màn hình ra kiểm tra các bạn nhé. Đây các bạn có thể kiểm tra luôn này, mên này sạch sẽ nhá, trắng tinh nhá, không tì vết. Dòng 15 Pro Max thì quả pin nó sẽ đánh dấu cực âm cực dương rõ ràng nhé. Đó, IC màn đây, các bạn có thể nhìn màn nhá, màn này là màn zin nguyên bản nhá, theo máy nhá, IC còn nguyên nhá, chưa can thiệp gì nhá. Khách dùng từ lúc máy còn sạc ít mà. Đây mình sẽ tháo pin ra luôn, nhấc màn ra. Mua máy Hoàng Kiên mà các bạn không may đánh rơi hỏng màn thì sẽ được cửa hàng hỗ trợ 50% phí thay màn nhé. Sẽ tiến hành thay thế màn hình cho khách. Màn là màn zin bóc máy các bạn nhé. Không thay màn hình lô hoặc màn hình ép kính, những cái màn đã qua can thiệp sửa chữa nhé. Rồi sẽ tiến hành bật nguồn lên kiểm tra xem màn hình có ok không nhé. Rồi ok, sẽ tắt nguồn và để kiểm tra. Mình sẽ chép chu tông cho máy. Mình sẽ sao chép chu tông từ một cái màn cũ sang đó. Với dòng 15 Pro Max thì chu tông rất quan trọng nhé. Nó còn liên quan đến cảm biến ánh sáng, cảm biến nghe gọi. Đó, sau khi chép chu tông xong thì bên mình sẽ lắp vào để kiểm tra xem có chu tông không các bạn nhé. Rồi ok, quá trình chép thì nó sẽ mất vài phút. Rồi ok rồi, lắp vào để kiểm tra xem có chu tông không nhé. Rồi lên nguồn rồi nhé. Ok rồi nhé, chu tông độ sáng đầy đủ các bạn nhé. Nó sẽ báo là màn hình linh kiện không xác định. Các bạn muốn xóa dòng này đi, muốn máy không báo gì thì các bạn bắt buộc phải đóng cái IC từ màn cũ sang. Đây là IC zin từ màn cũ, nhưng mà đóng như thế thì màn hình nó sẽ kém bền nhé, nó không dùng ổn định đâu. Nên là tốt nhất là khi thay màn zin bóc máy từ máy khác sang thì mình chỉ cần chép chu tông thôi. Đó, mình sẽ kiểm tra hết chức năng của máy nhé các bạn nhé. Độ sáng rồi nền đen rồi các chức năng đầy đủ. Sau đấy mình sẽ tiến hành vệ sinh máy và mình sẽ dán răng lại con máy này để đảm bảo kháng nước cho khách nhé. Dòng 15 Pro Max thì siêu nó rất là chắc nên là bóc ra sẽ mất mấy phút ạ. Mình xin phép tua nhanh làm cho bóc sạch sẽ hết răng cũ ra. Sau đấy mình sẽ vệ sinh máy sạch sẽ. Rồi tiến hành mình sẽ dán một lớp răng siêu mới vào để đảm bảo kháng nước. Các bạn có thể xem nhé. Đó, vệ sinh rất sạch sẽ viền máy, dán răng mới, vệ sinh sạch sẽ máy các bạn nhé. Đó, đóng màn hình vào mình sẽ bắt đầy đủ hết các ốc lại như lúc ban đầu để đảm bảo kháng nước cho máy. Ok, bắt lại đầy đủ ốc nhé. Rồi bật nguồn lên và mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ chức năng nhé. Chu tông đầy đủ nhé. Các bạn yên tâm là mua máy của Hoàng Kiên thì có rơi vỡ hỏng gì
các bạn sẽ là sửa chữa một cách tốt nhất, và bên mình sẽ hỗ trợ làm cẩn thận nhất cho các bạn nhé. Đây mình sẽ kiểm tra pin của máy này đây, pin vẫn còn 99% nhé, chu kỳ sạc là mới có 135 lần thôi. Làm xong thì máy vẫn dùng hoàn toàn bình thường các bạn nhé, không xảy ra bất kỳ một vấn đề lỗi gì cả, một cái máy đã trở lại dùng bình thường, hỏng mỗi màn hình thôi. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng tiếp nhé. Tiếp đến mình sẽ dán tặng khách một miếng cơ lực nữa là ok, nó viền máy vẫn còn rất đẹp đấy các bạn nhé. Dán khít như này thì máy vẫn đảm bảo kháng nước chống nước là ok các bạn nhé, không có gì phải lăn tăn gì cả. Mua máy Hoàng Kiên thì yên tâm nhé, thế nhá.